Helen mến chào các bạn. Hôm nay Helen sẽ cùng với các bạn làm món phở áp chảo hay còn gọi là phở xào. Thì chúng ta cần có là một tép hành lá, nửa củ hành trắng, ngoài ra chúng ta cần có là bánh phở tươi khoảng 200g. Thì cách làm bánh phở tươi Helen đã chia sẻ với các bạn ở cái video trước, mời các bạn tham khảo ha. Một trăm gram giá hoặc là một chén giá nhỏ như thế này các bạn, và vài con tôm. Mình rửa giá là rửa tôm rồi sắm khô. Thì khi rửa tôm á, các bạn cho chút xíu muối vào. Cách pha nước sốt thì 2 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê nước tương đậm, 1 muỗng cà phê dầu hào, 2 muỗng cà phê nước lọc, chút xíu bột tỏi nè, là chút xíu tiêu. Giờ chúng ta qua bếp để xào nha các bạn. Trước hết thì Helen chiên sơ tôm nè. Trong lúc đợi cho chảo nóng á, chúng ta cho chút xíu bột vào. Thì các bạn cho bột nào cũng được, bột năng, bột gạo, bột bắp, bột nào cũng được chút xíu thôi, để tránh cho dầu văng tung tóe nha trong khi chiên. Vị bánh phở thật là thơm ngon luôn nữa. Mời các bạn cùng thưởng thức với Helen nha. Và bánh phở xào này chúng ta ăn với nước tương, cho chút xíu sa tế vào. Nếu các bạn không có thời gian làm bánh phở tươi tại nhà thì các bạn có thể mua bánh ướt nè, hoặc bánh phở tươi làm sẵn đóng gói tại các chợ châu Á. Và chúng ta cũng có thể thay thế giá bằng bắp cải thảo.
cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye!